Xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện tin tức thời sự chào buổi sáng. Chắc quý vị còn nhớ 1-2-3 ngày trước đây chúng ta đã nói đến hai chiếc máy bay của không quân Nga chuyển một số các gọi là các cái thùng, các cái gói lớn với 100 người tới gọi là binh sĩ. Nhưng mà Nga thì nói là không phải là binh sĩ, chỉ là những chuyên viên để giúp cho vấn đề điện lực hay những vấn đề mà những khí cụ về dân sự mà Nga đã bán hoặc đã viện trợ cho Venezuela trước đây bây giờ cần được sửa chữa bảo trì. Và rồi, mới đây, Nga đã khẳng định cái vấn đề đưa quân đội đến Venezuela là hợp pháp. Tức là một cách trước đây thì họ hoàn toàn là từ chối, nói rằng chỉ là nhân viên kỹ thuật. Nhưng bây giờ họ nói rằng họ đưa quân đội đến Venezuela là hợp pháp. Đó là lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, đã cho biết là việc đưa binh sĩ tới Venezuela là để ủng hộ Tổng thống Maduro tuân theo thỏa thuận giữa hai nước đã có từ năm 2001. Bà nói, Nga đang phát triển quan hệ hợp tác với Venezuela theo đúng hiến pháp nước này và tôn trọng đầy đủ các quy định pháp lý của hai quốc gia. Sự hiện diện của các chuyên gia Nga tại Venezuela phù hợp với một thỏa thuận về hợp tác quân sự cũng như kỹ thuật mà chính phủ hai nước đã ký hồi tháng 5 của năm 2001. Đó là lời của bà Maria, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga. Thưa quý vị, dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa, chúng tôi thưa, Nga khẳng định chuyện làm của họ đối với Venezuela là hợp pháp theo như thỏa thuận của hai nước. Mạnh mẽ không thưa quý vị, về ngôn từ ngoại giao? Mạnh mẽ chứ. Trước đó chúng ta biết là truyền thông của Venezuela cũng cho biết là hai máy bay không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay Maquiachia ở thủ đô Caracas, chở theo khoảng 100 binh sĩ và 35 tấn thiết bị. Ê, bây giờ nói rõ, Venezuela nói rõ là thiết bị quân sự. Và Ngoại trưởng của Nga, ông Lavrov, cũng đã cáo buộc Mỹ là đang âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính ở Venezuela. Cho nên rất có thể là họ mang thực sự không phải là binh sĩ thường, mà là những binh sĩ tinh nhuệ cao cấp nào đó để giúp cho quân đội Maduro chăng? Chuyện đó chắc không có, là một hải nghi vô ích. Chúng ta biết là quân đội Maduro cho đến giờ phút này vẫn vững như đinh đóng cột, đứng đằng sau lưng Maduro. Cái khó nhất của ông Guaido đối lập, là nhân vật đối lập với Maduro, nó là ở chỗ đó. Cái khó nhất của Hoa Kỳ và các quốc gia đã ủng hộ phe đối lập, nó là ở chỗ đó. Vì quân đội luôn luôn đứng đằng sau cho Maduro, ít nhất là cho đến bây giờ. Mặc dù là người dân Venezuela cũng rất nhiều người chán nản với cái chế độ xã hội từ đời ông Chavez và bây giờ Maduro kéo dài, nó đưa đến tình trạng ngày nay. Nhưng mà quân đội đứng đằng sau, tức là gia đình họ phải đứng đằng sau, con cái cháu chắt của những người trong quân đội họ phải đứng đằng sau. Nga đang nắm thế thượng phong, có phải không thưa quý vị, nếu có thể nói như vậy, ở tại đất nước Venezuela. Đó là bản tin nói về Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định thế. Thế còn Tổng thống Donald Trump của chúng ta thì sao? Ngay khi mà tin cho biết là máy bay của không quân Nga đã đáp xuống thủ đô Caracas như vậy thì Tổng thống Donald Trump lên án liền. Và khi gặp phu nhân của Tổng thống lâm thời Guaido, là người mà Tổng thống Donald Trump và Hoa Kỳ trên nguyên tắc ủng hộ ông Guaido đó, Tổng thống đã gặp bà này ở tại Washington DC. Bà Tổng thống nói mạnh một cách là Get out, quân đội Nga phải ra khỏi, nếu chúng tôi không muốn dịch là cút ra khỏi Venezuela. Lời mạnh mẽ đó là tính khí của Tổng thống Donald Trump, mà nói mạnh thế, nói ngon lành lắm. Đi ra khỏi. Mời quý khán thính giả, có lẽ đang là cười nhâm nhi một chút nước trà khi mà chúng tôi nói lời mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump. Trong cái cuộc gặp tại phòng bầu dục hôm 27 tháng 3 đó, với bà Fabiana Rosales, là vợ của Tổng thống tự phong, tức là ông Juan Guaido đó,
Tổng thống Donald Trump được hỏi liệu sự liên quan của Nga có làm phức tạp thêm tình hình ở Venezuela hay không. Tổng thống đã mạnh mẽ trả lời, Nga phải rời khỏi đó. Và Tổng thống Mỹ cũng được hỏi liệu là ông đã thông báo việc Nga phải rút khỏi Venezuela cho Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton hay Liên Hợp Quốc chưa? Thì Tổng thống nói, họ biết rất rõ rồi. Đó là câu trả lời của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ trong việc Nga đưa hai máy bay của quân đội tới Venezuela. Bây giờ họ có ra khỏi không? Chắc chắn là không. Chưa thì đúng hơn, chứ không phải là không. Phân tích về nội tình của Nga và phân tích về những gì mà Nga đã nhúng tay vào Venezuela từ trước tới nay thì nhiều người cho biết rõ, các nhà phân tích hiểu biết rõ tình trình cho biết là quả thực cũng khó cho Nga lắm đấy. Khó ở cái chỗ là Nga đã tốn cả hàng tỷ tỷ Mỹ Kim đổ vào Venezuela từ thời ông Hugo Chavez và bây giờ cho thời Maduro, nhưng mà vẫn không có làm nên cơm cháo gì. Và lúc đó thì tương đối là Mỹ đứng vòng chứ không có vòng ngoài, chứ không có gọi là tuyên bố hoặc là nhúng tay gì vào đất nước Venezuela cả. Nhưng giờ cho đến bây giờ thì Hoa Kỳ đã chính thức, và Phó Tổng thống Mike Pence 1-2 tuần trước đã xuống Colombia để họp với các lãnh đạo muốn tẩy chay ông Maduro, họp để có thể giải trừ và đưa đất nước Venezuela trở lại con đường dân chủ. Hoa Kỳ chính thức chúng ta chỉ có cái là chưa hành động thế nào thôi, thưa quý vị. Cho nên người ta bảo với, nếu mà bây giờ mà Nga nhúng chân vào Venezuela mạnh hơn nữa thì có lẽ phần thiệt sẽ về nước Nga nhiều hơn. Và chúng ta cũng biết là với cái chế tài của Hoa Kỳ thì nền kinh tế của Nga cũng không có sáng sủa bao nhiêu. Ông Putin cũng có cái thế mạnh của ông ấy, đưa ra những lời nói mạnh mẽ. Bởi vì cái lời nói mạnh mẽ và cái hành động nào đó mạnh mẽ giống như hai chiếc máy bay của không quân Nga đưa đến Venezuela cũng là một hành động mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn Tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng nói mạnh nhưng mà chưa hành động. Thì không biết nếu cả hai bên hành động nó sẽ vướng vào cái gì. Đó là cái tình trạng hiện nay của Venezuela mà không thể chúng ta không nói đến được. Bởi vì Venezuela là sân sau của Washington. Venezuela là một đất nước tuy nhỏ nhưng cũng là một nơi có rất nhiều mỏ dầu. Nga o bế Venezuela bởi vì từ đời Hugo Chavez đã theo chủ nghĩa xã hội. Mặc dù Nga bây giờ trên nguyên tắc là một nước dân chủ, nhưng mà cội rễ của nó, lãnh đạo của Nga bây giờ vẫn là ông Putin, là KGB cơ mà, lãnh đạo KGB trước đây cơ mà. Cho nên vẫn là xã hội chủ nghĩa. Nếu không mạnh mẽ nói là cộng sản. No. Bản tin về Venezuela, về tình hình hiện nay và nhất là gần như có thể nói là sự đối đầu của Nga và Hoa Kỳ. Bản tin kế tiếp chúng tôi muốn nói đến câu chuyện Đức Giáo Hoàng Francisco. Cách đây mấy ngày thì chúng tôi đã đưa cái tin là Ngài đã đi máy bay trực thăng đến nhà thờ Đức Bà ở Loreto, một nhà thờ nổi tiếng, kỳ cựu, cổ kính, xây kết. Và khi Ngài tới đó thì Ngài đã không có muốn hình ảnh cho thấy rõ, nếu anh Minh bỏ lên video cho thấy rõ là Ngài đã rụt tay lại, không có muốn cho giáo dân cũng như giáo sĩ hôn tay của Ngài. Rụt rè và Ngài rụt tay lại. Và cái hành động đó, cái việc đó đã ngay tức khắc quý vị nhé, đã có nhiều sự bàn ra tán dô tranh cãi. Tại sao lại Ngài lại làm như thế nhỉ? Đó là phong tục tốt lành của một vị lãnh đạo một tôn giáo lớn ở trên thế giới với 1.2 tỷ người. Tại sao lại giờ Ngài không cho hôn? Mà chúng tôi cũng thương ngay là ngay đời Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị cũng đã có những trường hợp Ngài ngại ngùng không muốn cho người khác hôn tay hôn nhẫn của Ngài. Thế rồi có thể nói là chịu áp lực. Và mới đây bản tin nói trong cái buổi tiếp kiến chung ở Tòa Thánh Vatican,
ngày 27 tháng 3, tức là mới đây thôi, Đức Giáo Hoàng Francisco không còn né tránh khi mọi người hôn lên nhẫn của Ngài nữa. Đức Giáo Hoàng đã tỏ ra thoải mái. Hình ảnh cho thấy rõ khi chào một nữ tu, đó là nữ tu Maria Concetta. Năm nay nữ tu này đã 85 tuổi, có lẽ ngang sấp xỉ tuổi với Đức Giáo Hoàng. Người đã từng đỡ các trẻ sơ sinh nha quý vị nhé, làm bà sơ mà làm một y tá đỡ đẻ cho khoảng 3.000 đứa trẻ tại cái vùng nghèo đói khổ sở mê muội. Xin lỗi quý vị, mê muội đây không phải nghĩa là sự chưa tìm thấy ánh sáng văn minh của nước Cộng hòa Trung Phi hơn 60 năm. Năm nay bà mới 85 tuổi, tức là lúc 25 tuổi đã từ bỏ một đất nước văn minh châu Âu xuống vùng châu Phi để đỡ đẻ, làm cái công việc đỡ đẻ cho hơn 3.000 trẻ sơ sinh trong vòng 60 năm cả cuộc đời hiến thân. Đức Giáo Hoàng đã ca ngợi công việc của vị nữ tu này. Và Đức Giáo Hoàng không chỉ để bà hôn lên nhẫn mà còn cầm tay trò chuyện thân mật và hôn lên má bà cũng như các nữ tu khác. Tức là Đức Giáo Hoàng đã bỏ cái sự rụt rè không muốn cho người khác hôn nhẫn mình. Và nói đến đây thì tôi lại nhớ là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phô Lệ Đệ Nhị. Lúc Ngài còn sống, quý vị có nhớ là tôi nhớ rất rõ hình ảnh của Ngài cũng đã cho hôn và lại còn âu yếm trong tình cha con nói chuyện với một vị thánh lúc bây giờ nữa. Lúc đó thì Ngài chưa được phong thánh, nhưng mà phải nói là thánh, đó là mẹ Thánh Teresa, là người cũng suốt đời hy sinh cho người nghèo. Đối với người Công giáo của chúng tôi thì rất tôn trọng và quý mến, mà chắc chắn nói vậy không có nghĩa là những quý vị không tôn giáo không rất tôn trọng và quý mến những vị đứng đầu giáo chủ của các tôn giáo. Chúng ta hiểu được Đức Giáo Hoàng Francisco là một tu sĩ dòng tên, mà khi nói tên tức là Jesuit, mà người Việt Nam thì thay vì gọi tên của Chúa gọi là Jesuit thì có vẻ gọi là bất kính quá đối với Thiên Chúa Đức Giêsu, thành theo gọi là dòng tên là vì vậy. Những linh mục dòng tên từ thời chúng tôi còn nhớ còn nhỏ, còn lúc còn đang trung học cho đến khi lên đại học, thì khi nói đến các linh mục hay các tu sĩ dòng tên, tức là Jesuit, mà Đức Giáo Hoàng Francisco là một trong những tu sĩ của dòng tên, thường là kính mến và ca tụng những vị tu sĩ đó lắm, bởi vì biết các ngài là những người thật giỏi và rất giỏi và uyên thâm. Ở đây chúng ta cũng có những linh mục dòng tên, tôi còn nhớ rất rõ cộng đồng Công giáo Việt Nam rất quý mến ở miền Nam Cali, thí dụ như cha Toàn. Rồi như ở LA thì có những như cha Trí, nhà có hai anh em làm linh mục trong dòng tên. Thì Đức Giáo Hoàng Francisco là một trong những tu sĩ của dòng tên, người Argentina đã được bầu làm giáo hoàng. Có lẽ Ngài tân tiến hơn, bởi vì đối với các linh mục, các tu sĩ dòng tên vẫn có cái quan niệm, chúng tôi vẫn nghĩ các ngài trí thức và các ngài đi hợp với thời cuộc lắm. Khi Ngài mới lên và ngay cả cho tới bây giờ, ngay cả chính trong giáo hội Công giáo có những người gần như là ô tại sao ông này kỳ cục, tại sao ông này tiến nhanh quá. Nhưng mà đó là sự hợp thời của thế giới, sự hợp thời của thời đại. Một phần nào cũng phải nghe dân chúng, nhưng mà không có nghĩa là tất cả, vì Ngài được một ơn đặc biệt, vì cả giáo hội cầu nguyện cho Ngài cơ mà. Chúa soi sáng để lãnh đạo thế giới, đặc biệt là thế giới Công giáo. Thưa quý khán giả, bản tin nữa về châu Âu, thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến đó là một người đàn ông sống lại trên đường đến nhà xác, vào nhà thương bác sĩ nói là chết rồi, đẩy xuống nhà xác. Đó là nội dung chính của bản tin. Mà chết 21 phút rồi quý vị nhé, chết vì tim ngừng đập, bất ngờ sống lại. Đó là ông Jao Araju, 48 tuổi, người Anh Quốc. Tim đã ngừng 21 phút, bất ngờ sống lại trên đường được đưa đến nhà xác. Và câu chuyện này, thưa quý vị, xảy ra bao lâu quý vị biết không? 10 năm trước đây. Nhưng bây giờ mới được những người trong cuộc chia sẻ, nó trở thành mới. Họ nói rằng, năm nấy, anh Jao Araujo đang trên đường lái xe chở vợ đi làm thì bất ngờ bị đột quỵ, tim ngừng đập, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng. Tim nó ngừng thế nào, tay vẫn nắm chặt như vậy, đúng lúc đó.
và anh Giao nhanh chóng được đưa ngay tới Bệnh viện Hoàng gia ở thành phố Gloucestershire, Anh Quốc. Và trong 6 giờ thì các bác sĩ đã cố gắng hồi sức tích cực để tim anh hoạt động trở lại, nhưng thất bại. Họ đã thông báo với gia đình của anh Giao là ông chết rồi. Và thưa quý vị, ngay sau đó, đây là bản tin tường thuật. Thi thể của anh đã được các y tá đưa đến nhà xác. Và trên đường đi, họ nhận ra rằng cơ thể của anh Giao bắt đầu động đậy, di chuyển. Và các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra thì nhận thấy là tim của anh đã đập trở lại sau 21 phút. Hoàn toàn đứng im chết. Máu lưu thông bình thường. Bác sĩ Mark Peterson là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Worcestershire lúc bây giờ đã xác nhận lại Aruzo đã chết rồi 20 phút trước đây. Và bây giờ thì sống lại, máu tuần hoàn chuyển trở lại. Chúng tôi muốn được nhanh hơn một tí nữa quý khán giả. Đó là cái bản tin như vậy. Và sau khi anh sống lại thì hôn mê 3 ngày. Não của anh mất phương hướng, anh không trả lời được những câu hỏi mà bác sĩ đặt ra như là tên của anh, tuổi của anh, rồi các thành viên trong gia đình như thế nào. Không trả lời được hoàn toàn. Và tình trạng này tiếp diễn trong cái tuần lễ đầu tiên. Và đến tuần thứ hai thì cái não của anh được cải thiện hơn và sang tuần thứ ba anh trở lại hoàn toàn bình thường. Hiện tại thì anh Giao đã khỏe mạnh hoàn toàn, không có gì về vấn đề tim cả. Nếu quý vị nhìn thấy hình ảnh, thấy hình của anh Giao. Và theo các bác sĩ, trường hợp của anh Giao thật là hiếm. Một người bình thường nếu chết quá 4 phút, bác sĩ nói, khi bất ngờ sống lại thường có khả năng bị tổn thương não vĩnh viễn, chứ không phải là được vĩnh viễn quý vị nhé, vì do não thiếu chất oxy. Tuy nhiên trường hợp của anh Giao không có bất kỳ tổn thương nào trong tim, trong não hoặc là trong cơ thể của anh. Và để ngăn ngừa đột quỵ tái phát, thì bác sĩ phẫu thuật đã cài một cái máy khử rung vào tim của anh Giao. Và hiện nay thì cứ 6 tháng một lần anh phải đi khám sức khỏe tim mạch. Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire đã gọi anh Giao là người đàn ông kỳ diệu. Và anh Giao anh nói như thế này: tôi may mắn và biết ơn vì mình còn sống. Giờ đây mỗi ngày tôi thấy trân trọng mọi thứ, trân trọng gia đình, bạn bè nhiều hơn trước. Cảm ơn Thượng Đế. Đó là con người kỳ diệu. Và chúng ta thấy có lẽ trường hợp hy hữu nhất ở trên trần gian này. Chết 21 phút rồi. Chỉ có 4 phút thôi thì đã chết. Và nếu có sống lại, có những trường hợp như vậy, sống lại thì não cũng sẽ bị hư, không có hoàn chỉnh lại. Và trường hợp của anh Giao 21 phút là dài lắm. Sống lại não trục trặc 1-2 tuần đầu và đến tuần thứ 3 là ngon lành, cho tới bây giờ là đã 10 năm sau. Như tôi nói, bản tin 10 năm trước xảy ra, nhưng bây giờ họ mới thổ lộ. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn trời đất, thưa quý khán giả. Cũng như anh Giao bây giờ, anh nói là anh trân trọng mọi thứ từ lớn đến bé. Còn chúng ta thì sao? Mời quý khán giả trở lại với chúng tôi để cùng đi tiếp phần sau cùng chương trình Tin tức thời sự. Chào buổi sáng.